Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con laptop T470S nha mọi người. Đây là cái con máy mà cấu hình i7, RAM 16 SSD 512, 14 inch Full HD, giá thì cực kỳ ok luôn. Mình sẽ báo chi tiết và mình báo giá nha. Đầu tiên là cái vỏ là còn khá là sạch sẽ mọi người, thường thường thì về là mình thấy là cái vỏ như vậy là khá là đẹp nè, tại vì nó không có bị trầy xước gì hết. Mọi người nhìn thấy lấp lánh cái sơn zin này, mình quay rõ cho mọi người xem, không có bị một cái dấu mòn gì đâu. Có cái đường hơi mòn nhẹ giống như mình đưa cái móng tay thì không ăn thua gì đâu mọi người. Mọi người nhìn nè, cái lấp lánh nè, chỉ có chỗ này là hơi mòn, là mình nghĩ là dính cái gì đó rồi sau đó chùi xong rồi nó hơi mòn. Hơi mòn thì mọi người thấy nó càng mòn thì nó càng ra cái sơn zin. Đó, như vậy thôi, không vấn đề gì hết. Ngõ sạc, ngõ USB, ngõ tai nghe. Và bên này thì nguyên một dãy luôn là quá trời các ngõ kết nối nha mọi người. USB rồi HDMI, mạng LAN, Type-C đầy đủ hết. Màn hình 14 inch Full HD. Con máy này thì nó khá là nhiều ưu điểm á. Thứ nhất là nếu mà cảm thấy 15.6 nó quá to, quá nặng nề thì mình 14 inch cũng là cái sự lựa chọn tuyệt vời. Webcam đồ đầy đủ hết ha. Dòng ThinkPad đó thì đặc biệt đó là dân văn phòng rất là thích. Và đây nữa là khi mà mình thường nói mọi người là máy dinh Nhật nhưng về thỉnh thoảng được một vài cái, rất là ít thôi, là được phím quốc tế như thế này. Có lát phím đồ đầy đủ hết ha. Êm mềm dinh xịn là mọi người kéo không bao giờ lật hết trơn á, rất là đã luôn. Đó, thì phím quốc tế thì cũng đỡ phải dán phím ha, có led rồi đầy đủ hết, màn hình là đẹp không có lỗi lầm gì. Mình đi quay cho mọi người xem. Chỗ này thì có cái tem cấu hình của nó mà nó người ta lột mất tiêu rồi thì thôi, lột sao thì để vậy luôn, mình là cứ về sau là để vậy. Bàn rây chuột cũng khá là mới, dường như không sử dụng luôn á, kiểu vậy. Đây ha, chỗ này thì hơi bóng, mình nghĩ chắc người ta cũng hay làm việc là người ta để cái tay trên thế này, nó bóng ở chỗ hai chỗ gác tay thôi. Thật sự là nó hơi bóng nhẹ, mà càng bóng thì nó càng ra là sơn zin lấp lánh là mọi người này, chứ không có bị mòn gì hết. Mình đặt nó là mã A55 nha, 14 inch. Đây mình giới thiệu tới cái cấu hình nè, i7 7600 đó, RAM 16 GB ha, SSD là 512 nè. Máy là cực kỳ ok, màn hình là Full HD. Và cái con này là đặc biệt với mọi người đó, là con này pin rất là trâu. Màn hình Full HD, để mình bấm độ phân giải màn hình kia ra. Deadline setting nè. Đây mọi người, 1920 x 1080, không có lỗi lầm gì hết nha. Pin của nó thì nó hai pin nha mọi người. Nó hai pin, pin 1 với pin 2 là giống như là mình nghĩ là khi mà tháo cái pin ở phía dưới này ra thì nó vẫn còn cái pin ở trong máy nữa, để nó cho nên mấy cái dòng này nó hình như là nó rất là trâu, mình cũng biết vậy đó. Nhưng mà máy này thì mình bao cho mọi người trên 4 giờ, mọi người yên tâm. Đó, máy hoạt động hoàn hảo, kèm sạc zin. Như nãy giờ mình nói chỗ nào bóng thôi, thật sự phía dưới này phát bóng, còn ở bên ngoài thì cái chỗ này nó hơi mòn thôi, chứ còn lại nếu mà nói về con máy thì cũng còn khá là đẹp đó. Máy cũ mà đã qua sử dụng thì mình nghĩ cũng như vậy là cũng tương đối đẹp rồi. Và mình báo giá mọi người ha, chỉ có 6 triệu rưỡi thôi. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại thì mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy là mình có bao zin nên mọi người yên tâm ha. Zin 100% mọi người. Zin ví dụ như máy cũ đã qua sử dụng thì người ta sẽ có tháo nắp ra để người ta vệ sinh bụi bặm này kia rồi, chứ không phải là chưa bao giờ tháo, nhưng mà bao zin là chưa bao giờ sửa chữa. Nên mọi người yên tâm nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại của mình.